Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ở chợ lớn ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi vòng vòng ở chợ lớn này để xem không khí Noel, không khí đêm Giáng sinh ở Sài Gòn này như thế nào. Và những hình ảnh này có lẽ sẽ rất là trái ngược với ở khu trung tâm Sài Gòn. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hải Thường Lãn Ông. Lúc nãy chúng ta ở trong cái nhà thờ Thánh Francisco Xavier, nhà thờ Cha Tam. Thì nhà thờ đang làm thánh lễ nên thành ra chúng ta không có tiện nói nhiều ha. Mong chú anh chị và các bạn thông cảm. Và trước mặt chúng ta đây là cái câu lạc bộ tập tạ. Và con đường Hải Thường Lãn Ông về đêm nè. Chúng ta thấy bán rất là nhiều đèn LED, đèn trang trí Noel đó. Và hôm nay là cũng là một trong những đêm cuối cùng ở Noel ở Sài Gòn rồi nè. Mặc dù thánh lễ vẫn còn tới ngày 27 đây lần, nhưng mà việc trang trí Noel thì chắc có lẽ không còn diễn ra nữa trong những ngày sắp tới. Và những ngày sắp tới bà con sẽ tập trung vào việc trang trí cho cái chủ đề mới, đó là chủ đề Tết. Và con phố Hải Thường Lãn Ông về đêm này có một đoạn bán đèn LED thôi, còn đoạn này thì có một số cửa hàng thì họ cũng đã nghỉ bán rồi. Thấy nhộn nhịp chưa, nhưng mà những hình ảnh nhộn nhịp này cũng không bằng ở trung tâm Sài Gòn ha. Chút nữa chúng ta sẽ đi dạo một vòng trung tâm Sài Gòn thử thế nào, để ta so sánh cảm nhận hai không khí này. Tuy là cùng ở Sài Gòn nhưng mà nó có gì khác không nha. Có một số khách thì họ cũng còn mua nữa nè. Do là chở con đi lễ, chở con đi chơi, đi làm về trễ thì sẵn chở nó đi một vòng. Thì còn em thì vẫn đi làm bình thường. Và hôm nay sẵn có dịp đi ngang đây rồi, đi dạo một vòng rồi mới đi về. Bạn đồng nhỏ thì bây giờ chắc ông già Noel đang gửi quà đem về nhà rồi. Vậy hôm nay em cũng có đăng ký phát quà cho con nó vui đó mà. Cho nó biết những ngày lễ hội, chủ đề nào, có cái gì, có cái gì. Chú rồi ta tiếp tục ha. Thấy hình ảnh của chú đó ngồi thấy cũng hơi thương xót, nhưng mà biết làm sao, cuộc sống mà, có người này người kia cũng gửi chú chút định cho chú vui mà, chứ không biết bao nhiêu là đủ. Rồi chúng ta chạy ở đây là đường Hải Thường Lãn Ông nè, tới đây chúng ta sẽ hoành lại ha, hoành lại để xem hình ảnh ở bên kia đường xem sao, rồi mình sẽ vòng qua đường Nguyễn Trãi mình về ha. Đối với những ngày Noel thì ở Sài Gòn, ở Việt Nam nói chung thì bà con vẫn đi làm bình thường, chỉ có những gia đình công giáo buổi tối thì họ hay đi đi lễ nhà thờ, đi thánh lễ. Còn những gia đình không có đạo thì như em đây thì vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì đặc biệt cả. Chỉ biết là ngày này thì có ông già Noel cho con nhỏ nó vui một vài món quà nhỏ nhỏ. Ngoài ra thì cầu chúc, chỉ biết cầu chúc cho các anh chị lúc nào cũng
an lành và hạnh phúc trong suốt một năm. Và chúng ta cũng sắp đón chào một năm mới nữa rồi. Không khí ở Chợ Lớn thì cũng không có náo nhiệt cho lắm, chỉ vài cửa hàng ở ở Hải Thượng Lão Ông này còn mở thôi. Ngoài ra mấy cái cửa hàng khác thì cũng đóng cửa. Chúng ta nhìn thấy nè, bên đây đường nè, bây giờ là bán hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan, hoa phượng rồi. Thật ra cái hẻm 202 này em có đi vô rồi. Chắc cái video đó em sẽ edit rồi gửi cô chú anh chị sau ha. Chị Lưu Bích thông cảm nha. Dạo này cuối năm thì cũng nhiều việc nên thành ra em cố gắng edit, cố gắng đi quay sớm để gửi cô chú anh chị. Và hôm nay những ngày những cửa hàng giờ này cũng đóng cửa rồi. Rồi chúng ta sẽ quẹo qua, đây là đình Ông Bổn nè, phía trước là trường Trần Bội Cơ đó. Đây là đường Phùng Hưng, con đường rất là vắng vẻ về đêm, chỉ có một đoạn là đông thôi, đó, một đoạn chợ chợ Phùng Hưng đó, chợ Thủ Đô. Đây là đèn năm ngọn nè. Thật ra ở Chợ Lớn này mà đi, nếu mà chúng ta đi bộ ban đêm thì sẽ rất là vắng vẻ, rồi những hình ảnh nó cũng chán buồn tẻ lắm, chủ yếu là ban ngày thôi, ban ngày tấp nập lắm. Tới đây rất là vắng ghê chưa, tối thui luôn. Hôm nay là phía trước chúng ta đó là chung cư Phùng Hưng đó, bốn góc chung cư nhưng mà ngày nay còn có ba góc thôi. Ông già Noel nè. Chúng ta chạy qua đây là ở đường Nguyễn Trãi, đi thẳng về quận nhất luôn. Mình đi qua bên kia rồi chúng ta sẽ tạm dừng ha, rồi để mình chạy một vòng ở quận 1 xem sao, để các anh chị các bạn cũng cập nhật được cái hình ảnh ngày Giáng sinh ở Sài Gòn như thế nào. Nếu mà chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn trong những ngày thế này thì mình cũng xem qua video thì chúng ta cũng cảm nhận được cái không khí Noel ở Việt Nam nó như thế nào ha. Xem chơi cho vui mà. Mình đi xuống tới xíu thì có chùa chùa Bà Thiên Hậu đó. Em sẽ tạm dừng nha, chút xíu nữa chúng ta chia sẻ tiếp ở trung tâm Sài Gòn để xem ở đó như thế nào ha. Rồi. Tiếp tục video clip ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về khu trung tâm Sài Gòn. Và nơi đây chúng ta có mặt ở đây là đường Lê Duẩn, đại lộ Thống Nhất ngày xưa. Với những hình ảnh trái ngược ở khu vực Chợ Lớn lúc nãy thì chúng ta thấy những hình ảnh này đông như kiến cỏ luôn. Chúng ta có mặt ở đây là công viên 30 tháng 4 ngay chỗ nhà thờ Đức Bà nè. Phải nói là cái hình ảnh này rất là khác luôn. Lúc nãy em chạy tới đây là thấy quải luôn á, tại vì
ở chợ lớn thì vắng bấy nhiêu thì ở đây em thấy hình ảnh tấp nập đông đúc bấy nhiêu. Nhưng mà lỡ rồi, chúng ta đi cho trọn vẹn cái video clip, tại vì có đầu phải có đuôi, giống như chúng ta có xưa mới có nay với những video clip về Sài Gòn của Vinh Lâm TV xưa và nay. Thì chúng ta tiếp tục cập nhật những hình ảnh ở chợ lớn, rồi ở trung tâm nhà thờ Đức Bà, trung tâm quận nhất này. Sở dĩ em chọn cái khu vực này là tự vì hôm bữa mình có đi ở cái đoạn Nguyễn Huệ rồi đó, thì hôm nay tiếp tục cập nhật thì mình đi cái đoạn này cho nó khác khác tí ha. Khi đi chứ thôi là đi lại hoài, các cô chú anh chị nói la chết, có vài con đường đi hoài. Nhưng mà hôm nay hình ảnh này nó khác. Quá trời đông. Bên trong công viên thì rất là vắng, nhưng mà ngoài đường xá rất là đông luôn, đông đúc. Rồi, chúng ta chắc sẽ đi một đoạn rồi mình sẽ tạm ngưng, tại vì đông quá. Đây là siêu thị Diamond Plaza. Chúng ta nhìn bên đây, đó là khu nhà thờ Đức Bà, công trường công xã Paris, với rất là nhiều xe gắn máy, rồi rất là nhiều các cặp tình nhân, rồi các phụ huynh chở con đi chơi. Và chúng ta thấy rất ít du khách, đông vậy du khách nào chịu nổi, chỉ có xe máy thôi. Và nhà thứ ba nay có chương trình gì mà đông quá, chắc có lẽ là thánh lễ, đúng rồi, là thánh lễ đó. Chúng ta đi dạo nha, ngắm xe. Wow. Tiếp tục. Nói chung đi làm giờ này mà gặp tình cảnh này là quải luôn. Hoặc là những ai có việc gấp mà gặp những cái tình huống này, dở khóc dở cười. Có lẽ các anh chị, các bạn ở nhà rất hạnh phúc khi mà xem video clip này đây. Mọi người đang chen lấn, rồi chạy xe, rồi đi bộ, rồi ngắm cảnh, rồi chụp hình xe hơi, xe máy. Ồ, quá trời. Bây giờ em tìm lối thoát ra đây. Mọi người sẽ đi một vòng tròn đây thôi ha. Chứ đi ra đường tự do là không có đi được luôn á, đi đó là mắc kẹt luôn, là tới khuya luôn. Thì nhà thờ Đức Bà hiện nay làm cái thánh lễ nên cũng có trang trí sơ sơ, do là nhà thờ cũng đang sửa chữa, chưa có hoàn thiện, nên thành ra những hình ảnh cũng có chút không khí cho bà con thưởng lãm. Và nhân đây em cũng xin kính chúc toàn thể của chú anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc, năm mới thật là tấn tài tấn lộc. Ta nhìn lại nè, không khí ở khu vực này quá trời. Wow. Người người nhà nhà đi lễ hội. Ở đây là
đi tìm lối thoát đi về thôi. Một số hình ảnh gửi bà con xem chơi cho vui nha. Ngoài đường đông lắm. Thấy ghê chưa, động ghê chưa. Sau khi đi lễ xong về mình cùng gia đình thưởng thức món ngon, rồi uống vài chai vài lon, rồi bật tivi lên mở Vinh Lâm TV coi hôm nay đường xá Sài Gòn như thế nào, bà con đi lễ ra sao. Sẽ rất là hạnh phúc khi chúng ta ngồi trong máy lạnh rồi ngồi trong máy sưởi mà nhìn thấy bà con ở ngoài chen lấn kẹt xe thế này, nhích kìa nhích luôn. Phía trước chúng ta đó là Diamond. Quá trời đông luôn. Đèn đỏ lâu thế. Rồi chúng ta quẹo phải thôi. Quẹo phải hướng này là mình về sở thú nè. Chúng ta thấy mình kia đông ghê chưa. Ngay khu vực siêu thị Diamond Plaza nè. Trời ơi, biển người luôn. Qua đường Lê Duẩn. Mấy ngày này thì rất là đông đúc nên thành ra em không có dẫn bạn đồng nhỏ đi chơi vào mấy ngày này. Rất là mệt mỏi. Ngày mai nó còn phải đi học nữa. Mà chơi mấy ngày này thì rất là đông nên thành ra cũng không chơi được gì. Thôi ở nhà coi tivi cho nó sướng. Để một mình ba đi chơi là được rồi. Mình ba dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo phố thôi. Thôi chắc chúng ta sẽ qua cái ngã tư này rồi mình sẽ tạm ngưng ha. Đèn đỏ lâu quá. Bây giờ em cũng biết về đường nào cho nó vắng nữa nè. Tiện đi tới đây rồi lại không có đường về luôn. Bị chào rồi. Bây giờ mà quẹo Tôn Đức Thắng chắc cũng không biết có kẹt hay không. Chỉ còn con đường duy nhất đó thôi. Chứ bây giờ đi đường Hai Bà Trưng đi về là tiêu luôn. Tôn Đức Thắng rồi mình ra đại lộ Đông Tây đi về. Rồi, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúc mừng năm mới đến tất cả toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn.